MU chi 50 triệu bảng chiêu mộ Broadplay. Cody Gakpo gia nhập MU. Ba cái tên bị Ten Hag thải loại khỏi Man United. Marco Reus lại gặp chấn thương ác mộng. MU chi 50 triệu bảng chiêu mộ tiền đạo Broadplay. Và lúc này, chân sút người Hà Lan hiện vẫn đang nằm trong tầm ngắm của đội chủ sân Old Trafford. Nhằm đề phòng cho việc Cristiano Ronaldo rời đi, Manchester United đã lên kế hoạch chiêu mộ một tiền đạo trung tâm chất lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Thế nhưng rốt cuộc, không có bất kỳ số 9 nào cập bến Old Trafford cả. Và có lẽ đây cũng là một trong số những lý do khiến cho họ tiếp tục giữ chân CR7. Thời điểm đó đã có khá nhiều cái tên nổi bật lọt vào tầm ngắm của huấn luyện viên trưởng Erik Ten Hag. Đáng chú ý nhất là trường hợp của Brian Broadbey. Cầu thủ đã thi đấu dưới dạng cho mượn tại Ajax Amsterdam trong mùa giải trước. Sau cùng, Broadbey đã trực tiếp gọi điện cho Ten Hag để từ chối chuyển sang Old Trafford. Nhưng có vẻ như vị thủy trưởng người Hà Lan vẫn giữ nguyên sự quan tâm của mình dành cho tiền đạo này. Cụ thể, theo tiết lộ từ Time Talk thì Man United vẫn đang có kế hoạch chiêu mộ Broadbey trong tương lai. Và nguồn tin này khẳng định dự kiến thương vụ trên sẽ khiến cho Quỷ Đỏ tiêu tốn khoảng 50 triệu bảng. Cần phải biết, Ajax Amsterdam chỉ phải bỏ ra khoảng 15 triệu bảng để có được chữ ký của chân sút 20 tuổi trong mùa hè vừa qua. Mùa giải năm nay, Broadbey vẫn đang giữ vững được phong độ bùng nổ sau 6 lần ra sân tại giải quốc nội. Cựu sao của Leipzig đã đóng góp tổng cộng 3 bàn thắng và 2 đường kiến tạo. Chính vì vậy, không quá ngạc nhiên khi mà Man United vẫn đánh giá Broadbey là mục tiêu hàng đầu của mình. Cody Gakpo gia nhập Man United. Tài năng người Hà Lan là một trong số nhiều mục tiêu đã được Manchester United nhắm đến trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Vào mùa hè vừa qua, Manchester United đã lên kế hoạch củng cố chất lượng hàng công với một tiền đạo đẳng cấp. Sau tất cả, họ quyết định đáp ứng được mức phí lên đến 100 triệu euro mà Ajax Amsterdam yêu cầu cho Anthony, trực tiếp xóa bỏ viễn cảnh chuyển đến Old Trafford của Cody Gakpo. Thời điểm đó thì Gakpo đã được Man United nhắm đến như là một mục tiêu dự phòng cho Anthony. Và hiển nhiên là họ đã chẳng có lý do gì để tiếp tục thương vụ này sau khi đã kích nổ bom tấn 100 triệu bảng. Dù vậy, Marcel Brand khẳng định rằng Gakpo vẫn bị ảnh hưởng bởi sự quan tâm đến từ Quỷ Đỏ. Sport Witness dẫn lời bởi giám đốc bóng đá PSV. Cody đã gặp khó khăn trong quá trình chuẩn bị cùng với chúng tôi vì cậu ấy đã thảo luận với Manchester United. Họ đến vào giữa tháng 8 và rốt cuộc thì đã không thực hiện thương vụ này. Thế nhưng thậm chí tôi nghĩ rằng cậu ấy vẫn sẽ không rời đi vào cuối kỳ chuyển nhượng nếu như Manchester United đưa ra mức giá phù hợp. Đã không có lời đề nghị nào đạt đến giới hạn tối thiểu so với những gì mà chúng tôi đã thỏa thuận với Cody. Dù không trải qua một giai đoạn tiền mùa giải tốt nhất cùng PSV, thực tế thì Gakpo vẫn đang bùng nổ trong mùa giải năm nay và tính đến thời điểm hiện tại. Tài năng người Hà Lan đã có cho mình 9 bàn thắng và 6 pha kiến tạo sau 12 lần ra sân trên mọi đấu trường. Ba cái tên bị Erik Ten Hag thải loại khỏi Man United. Sau một chuỗi trận có phong độ tốt, huấn luyện viên Erik Ten Hag đang hướng đến việc xây dựng một bộ khung hoàn toàn để ổn định sức mạnh trong tương lai cho Man United. MU đang trải qua một chuỗi phong độ vô cùng ấn tượng khi mà họ thắng 5 trên 6 trận đấu gần nhất. Thất bại duy nhất của Quỷ Đỏ là cú sẩy chân đáng tiếc trước Real Sociedad tại vòng mở màn UEFA Europa League mùa này. Nhìn chung thì đây là một dấu hiệu rất tích cực khi mà Erik Ten Hag và các học trò đã phải khởi đầu vô cùng chật vật khi mà mùa giải mới bắt đầu. Họ thua Brighton 2-1 và thua Brentford 4-0. Theo đó, nhà cầm quân người Hà Lan đã xây dựng được một bộ khung ổn định và tính tới các kế hoạch nhân sự cho tương lai của đội bóng. Cụ thể, từ Daily Express tiết lộ, ba ngôi sao bị chiến lược gia 52 tuổi gạch tên khỏi chiến lược phát triển của đội bóng là Luke Shaw, Harry Maguire và trung phong Cristiano Ronaldo. Về phần tiền đạo người Bồ, thái độ của anh, cả mùa hè cùng với phong độ ghi bàn kém cỏi với một bàn sau 8 trận đấu thì không có gì là khó hiểu khi mà Ten Hag đưa ra quyết định này. Tương tự với trường hợp của Harry Maguire, mặc dù gia nhập Quỷ Đỏ từ Leicester City với giá trị kỷ lục, nhưng trung vệ người Anh đã đeo trên tay tấm băng thủ quân, nhưng anh lại không chứng minh được giá trị của bản thân mình. Thậm chí anh còn liên tục mắc sai lầm và khiến cho đội chủ sân Old Trafford đánh rơi những điểm số hết sức đáng tiếc mỗi khi có Maguire trong đội hình thi đấu. Sự kém cỏi của cầu thủ 29 tuổi như là tô điểm thêm cho sự xuất sắc của tân binh Lisandro Martinez. Là chân thép người Argentina đã hòa nhập rất nhanh với đội bóng mới và trở thành cặp bài trùng tuyệt vời với Rafael Varane. Cặp đôi này đóng góp không nhỏ trong những thành công mà MU đang có được ở thời điểm này. Tuy nhiên, trường hợp của Luke Shaw chắc chắn sẽ khiến khá nhiều người hâm mộ Quỷ Đỏ tiếc nuối. Lý do là bởi anh luôn là một trong số những nhân tố chơi xuất sắc trong đội hình của Manchester United tại các triều đại huấn luyện viên trước đây. Dù vậy thì quyết định loại bỏ không thương tiếc Luke Shaw của Ten Hag là bởi màn trình diễn quá tuyệt vời của Marazia, tân binh đầu tiên của MU ở mùa hè vừa qua.
Ngoài ra thì việc chân chạy cánh người Anh thường xuyên mắc chấn thương cũng là một điều khiến cho thuyền trưởng của Quỷ Đỏ khá chắc chắn với quyết định của mình. Đương nhiên, kế hoạch thay thế cả ba cái tên kể trên của ông Ten Hag sẽ không diễn ra ngay bởi chiến lược gia người Hà Lan vẫn cần một chiều sâu đội hình đủ ổn định nhằm chinh chiến cả mùa giải còn lại. Với phần MU, hiện tại họ đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh với 12 điểm sau 6 trận đã đấu. Trận đấu tiếp theo của đội bóng này hứa hẹn sẽ vô cùng khó khăn khi mà Quỷ Đỏ sẽ hành quân tới Etihad để làm khách của Man City vào lúc 20 giờ ngày 2 tháng 10 theo giờ Việt Nam. Marco Reus lại gặp chấn thương ác mộng. Vận xui tiếp tục đeo áo Marco Reus khi mà tuyển thủ Đức dính chấn thương nặng trong cuộc đối đầu giữa Dortmund và Schalke tại vòng thứ 7 Bundesliga vào tối ngày 17 tháng 9 theo giờ Hà Nội. Marco Reus được cho là bị lật cổ chân trong một tình huống tranh chấp với cầu thủ Schalke tại phút 28. Anh thật sự không gặp may bởi đối phương không ác ý trong các pha tranh chấp. Chấn thương này nặng đến mức ngôi sao của Dortmund sau đó phải rời sân bằng cáng. Nhiều chuyên gia y tế lo ngại mắt cá chân của Reus có vấn đề, đồng nghĩa với việc cầu thủ 33 tuổi nguy cơ vắng mặt tại World Cup. Reus ôm mặt với vẻ đau đớn, tiếc nuối khi nằm trên cáng. Anh bị thay ra bởi cầu thủ trẻ Giovanni Reina. Dortmund chưa thông báo về mức độ nghiêm trọng của chấn thương Marco Reus gặp phải. Tuy nhiên thì trong bối cảnh World Cup sẽ khởi tranh trong 8 tuần tới đây, tiền đạo của tuyển Đức có khả năng tiếp tục phải ngồi ngoài. Các chấn thương mắt cá chân thương tiếc khiến cho cầu thủ nhiều tuần để hồi phục. Nếu Marco Reus không thể kịp bình phục dự World Cup, đó thật sự là bi kịch với cầu thủ này. Ngôi sao người Đức đã vắng mặt ở 3 trên 5 giải đấu lớn gần nhất của tuyển Đức vì chấn thương. Marco Reus không thể tham dự Euro các năm 2016, 2020 và World Cup 2014. Thời gian qua, thể trạng của Roy được cải thiện khi anh không gặp chấn thương nào lớn ở mùa giải 2021-2022. Phong độ chói sáng kể từ đầu mùa giúp tiền đạo 33 tuổi được triệu tập lên tuyển Đức. Trong loạt trận tháng 9, Roy ghi 3 bàn và có 3 kiến tạo trên mọi đấu trường. Ba cái tên bị Erik ten Hag thải loại khỏi Man United. Sau một chuỗi trận có phong độ tốt, huấn luyện viên Erik ten Hag đang hướng đến việc xây dựng một bộ khung hoàn toàn để ổn định sức mạnh trong tương lai cho Man United. MU đang trải qua một chuỗi phong độ vô cùng ấn tượng khi mà họ thắng 5 trên 6 trận đấu gần nhất. Thất bại duy nhất của Quỷ Đỏ là cú sẩy chân đáng tiếc trước Real Sociedad tại vòng mở màn UEFA Europa League mùa này. Nhìn chung thì đây là một dấu hiệu rất tích cực khi mà Erik ten Hag và các học trò đã phải khởi đầu vô cùng chật vật khi mà mùa giải mới bắt đầu. Họ thua Brighton 2-1 và thua Brentford 4-0. Theo đó, nhà cầm quân người Hà Lan đã xây dựng được một bộ khung ổn định và tính tới các kế hoạch nhân sự cho tương lai của đội bóng. Cụ thể, từ Daily Express tiết lộ, ba ngôi sao bị chiến lược gia 52 tuổi gạch tên khỏi chiến lược phát triển của đội bóng là Luke Shaw, Harry Maguire và trụ phong Cristiano Ronaldo. Về phần tiền đạo người Bồ, thái độ của anh, cả mùa hè cùng với phong độ ghi bàn kém cỏi với một bàn sau 8 trận đấu thì không có gì là khó hiểu khi mà Ten Hag đưa ra quyết định này. Tương tự với trường hợp của Harry Maguire, mặc dù gia nhập Quỷ Đỏ từ Leicester City với giá trị kỷ lục, nhưng trung vệ người Anh đã đeo trên tay tấm băng thủ quân, nhưng anh lại không chứng minh được giá trị của bản thân mình. Thậm chí anh còn liên tục mắc sai lầm và khiến cho đội chủ sân Old Trafford đánh rơi những điểm số hết sức đáng tiếc mỗi khi có Maguire trong đội hình thi đấu. Sự kém cỏi của cầu thủ 29 tuổi như là tô điểm thêm cho sự xuất sắc của tân binh Lisandro Martinez. Lá chắn thép người Argentina đã hòa nhập rất nhanh với đội bóng mới và trở thành cặp bài trùng tuyệt vời với Rafael Varane. Cặp đôi này đóng góp không nhỏ trong những thành công mà MU đang có được ở thời điểm này. Tuy nhiên, trường hợp của Luke Shaw chắc chắn sẽ khiến khá nhiều người hâm mộ Quỷ Đỏ tiếc nuối. Lý do là bởi anh luôn là một trong số những nhân tố chơi xuất sắc trong đội hình của Manchester United tại các triều đại huấn luyện viên trước đây. Dù vậy thì quyết định loại bỏ không thương tiếc Luke Shaw của Ten Hag là bởi màn trình diễn quá tuyệt vời của Malaysia, tân binh đầu tiên của MU ở mùa hè vừa qua. Ngoài ra thì việc chân chạy cánh người Anh thường xuyên mắc chấn thương cũng là một điều khiến cho thuyền trưởng của Quỷ Đỏ khá chắc chắn với quyết định của mình. Đương nhiên, kế hoạch thay thế cả ba cái tên kể trên của ông Ten Hag sẽ không diễn ra ngay bởi chiến lược gia người Hà Lan vẫn cần một chiều sâu đội hình đủ ổn định nhằm chinh chiến cả mùa giải còn lại. Với phần MU, hiện tại họ đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh với 12 điểm sau 6 trận đã đấu. Trận đấu tiếp theo của đội bóng này hứa hẹn sẽ vô cùng khó khăn khi mà Quỷ Đỏ sẽ hành quân tới Etihad để làm khách của Man City vào lúc 20 giờ ngày 2 tháng 10 theo giờ Việt Nam.